Chào cả nhà. Nay tắt mương này để bồi bùn thì bắt cá sáng rồi nên giờ mới xuống tới cũng được mấy cá cũng bự lắm, với con rắn nữa. Bán ly chà bá thì giờ mình thì riêng vô trong cái ao trong á dằn lưới, thì ao sắp tới cũng tắt này luôn, rồi giờ mình dằn lưới bắt cá trước tí xíu thì quay cho cả nhà xem nhé. Thì quay cái ơi trời tới tiền luôn. Quá trời luôn mày. Để lấy cây. Con này dính thôi luôn, tới tiền. Hả? Nè. Trời ơi. Trắng lưới luôn. Trời ơi. Mày sao gỡ? Này hết gỡ rồi. Để chút nữa hết biết luôn rồi. Quá trời luôn. Rồi tí xíu gỡ đi. Giờ mày muốn ấy mày lấy cây mày cọc cọc. Rồi một hồi nó dính nhóc tôi gỡ không nổi luôn. Cá luôn. Rồi nhà ơi. Chào. Chào quý sư vô. Quá trời. Đã quá. Tại thấy khu này quá trời luôn nè. Nè để em dỡ lên khoe cho cả nhà coi mới bỏ lưới xuống nè. Đó cả nhà ơi. Nè đây nữa cả nhà ơi. Nè. Trời ơi mới bỏ xuống dính cả nhà ơi. Hơi cá nè. Quá trời đất luôn. Trời ơi gỡ mạch luôn. Thôi để tí xíu nữa đi. Ba trơn. Để nữa dắt vợ chiều dăn mấy cái mương này quá. Chiều dăn cái mương bự người kia quá trớn luôn. Quá trớn luôn rồi. Nhìn thấy ham luôn ha. Cái tay đó về mà dở hơn là tại khu này nó cá ụt nhiều nè. Vậy hồi vô gỏi coi. Ô quá trớn rồi. Này hồi dở mà giờ gỡ cá mệt luôn á. Lúc nữa ngồi trên bờ đó. Ừ. Ngồi gỡ khoan lần đó nè. Thôi anh Bảy đưa ra ngoài đi, Bảy cho dính đi, hồi gỡ chung lần luôn. Lưới nó dùng để dính nhiều anh. Bên đây nè. Ba màn nữa, mới thảy cái lóc bự bên đó luôn á. Nắm cái cá luôn nha cả nhà. Đây, đầu hai con, hai em trước rồi. Quá thật cá luôn. Nè cả nhà ơi. Quá. Wow. Này cá thiên nhiên á, cá này, đây rồi cá sặc. 5 con, 6 con, 7 con, ui tay lưới trời. Lúc đó rồi cả nhà ơi, nhìn cả nhà. Ôi, hết gỡ nổi luôn rồi, nặng, kéo lên hết nổi luôn rồi. Chín quá trời luôn. Ôi, còn một kia không? Ở vậy tao đó dính à? Hai tay. Gì?